Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra dòng điện co áp bằng flyback của TV. Và chúng ta cần chuẩn bị những vật liệu như sau: một con ERF Z44, điện trở 220 ohm, dây đồng đường kính 1 mm, flyback lấy từ TV cũ. Những chiếc flyback này được mình mua từ giữa ve chai, chỉ với giá 10k một cái. Lưu ý là chúng ta phải chọn những chiếc flyback có khe đủ rộng như thế này để có thể lòn dây đồng 1 mm qua. Mình sẽ sử dụng chiếc này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cắt bỏ những sợi dây nào không sử dụng trên flyback. Đối với dây đồng, chúng ta sẽ cắt ra một đoạn 40 cm. Đoạn thứ hai cũng như thế. Tiếp theo, chúng ta sẽ quấn dây đồng vào flyback. Ở bước này, các bạn cứ quấn theo mình nhé. Sau khi quấn được 5 vòng như thế này, chúng ta sẽ tiếp tục với đoạn thứ hai. Lưu ý là chúng ta phải quấn cùng chiều với đoạn thứ nhất nhé. Chúng ta sẽ sử dụng đầu này và đầu này. Còn hai đầu này, chúng ta sẽ đấu lại với nhau nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ hàn linh kiện vào nhé. Các bạn cứ hàn theo mình. Còn đây là thanh nhôm để tản nhiệt cho ERF. Ở chân này, chúng ta sẽ cấp nguồn dương cho nó. Còn nguồn âm, chúng ta sẽ cấp vào chân số 3 của ERF, chính là chân này. Chúng ta sẽ sử dụng pin 18605 3.7V này để cấp nguồn cho mạch nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã chế thành công bộ kích điện bằng flyback này rồi. Video của mình tới đây là kết thúc. Mình là Nam, chúc tất cả các bạn thành công.